Chào các bạn, nay mình tiếp tục phun sâu kênh nhạc sàn Lục Ngạn. Đây quê vải, mình đang thắc mắc một lý do, không biết tại sao mà nó rụng rất là nhiều các bạn ạ. Quả chăm đến to như thế này mà vẫn cứ rụng, có những cành nó rụng mà hết luôn, không còn lại quả nào, kiểu tháo khớp ngay đầu quả thôi các bạn ạ. Đây ví dụ như những cái chùm như kia mà vẫn hiện nó vẫn đang rụng, không hiểu tại sao. Phân nước tưới đầy đủ mà rụng rất là ác. Đấy, những vườn không tưới phân mấy, không tưới nhiều thì lại chẳng thấy rụng mấy các bạn ạ. Nhưng mà quả thì nó đang chưa mặt to bằng của mình. Ở đây cũng có rụng nhưng mà nó rụng ít. Đây cây lại rụng này vợ. Nhưng mà họ không rụng nhiều bằng của mình đâu. Cái của mình thì nó đang tháo rất là ghê. Không biết là có những cây gần như nó không còn quả luôn. Như cây này thì nó mới chớm rụng. Mình vừa phun thuốc sâu xong. Đây. Đây, mình xuống đây quay. Trước đây những cây dưới này nó rất là sai. Mà không hiểu tại sao. Nó chỉ vài hôm rụng gần như sạch luôn các bạn ạ. Đây. Mấy chùm này trước rất là sai các bạn ạ. Đấy. Ta có thể nhìn thấy rõ những cái đầu cành kia trước đây hoa quả quả rất nhiều. Giờ nó rụng. Đây, ví dụ như cái chùm này. Cái chùm này. Chùm ngay đây. Tôi đã chưa cuống ra không nhìn thấy này. Đây. 1 2 3 4 5 6. 6 quả mà nó rụng hết luôn, không còn quả nào trên cây. Rụng rất nhiều. Các bác làm vải kinh nghiệm lâu năm. Em thì mới làm mấy năm nay thôi. Bác làm kinh nghiệm lâu năm thì cho giải đáp cho em cái thắc mắc là không biết là tại sao. Quả thì bằng ngón tay cái rồi nhé. Gọi là xấp xỉ ngón tay cái rồi. Rụng rất là ác. Rụng gọi là không phải là nó chút để lớn nữa, mà nó chút sạch luôn. Mà em để ý những cây nào cái cành vải nào nó hơi vàng vàng thì nó càng rụng ác. Đấy. Gọi là cỗi cỗi cằn cằn này nó rụng càng nhiều. Phân thì em vào cả phân gà, phân tưới nước, các loại phân đầy đủ. Cũng tưới vừa vừa, cũng làm như năm ngoái, mà năm ngoái không bị rụng nhiều. Cũng phân như vậy. Thế mà năm nay nó lại rụng nhiều như vậy. Đấy. Những cái cây thưa nhất nhác thì những cành thưa nhất thì nó không rụng các bạn. Ví dụ như cùng một cây nhưng cái cành lá xanh như này. Cùng một cây nhé các bạn nhé. Lá xanh này, quả như này thì những cành này nó chưa thấy nó rụng hoặc là không rụng. Còn những cái cùng một cây những cái cành vàng vàng nó rụng rất nhiều. Có những cây cái càng cây nào kiểu nó lá hơi vàng vàng yếu yếu chút tí ấy, mà nó càng quả sai thì nó lại rụng một phát là nó rụng hết luôn. Đó được mình bị mới đây những cành này trước cái sai. Chùm sai cục sai kịch rồi nhưng mà nó rụng gần coi như là gần hết rồi các bạn ạ. Coi như rụng gần hết rồi. Hôm trước em đi thăm bị thấy bị 1-2 cây. Cứ tưởng nó chỉ bị 1-2 cây ở vườn thôi. Những hôm mấy hôm đấy cách đây khoảng độ gần 1 tuần. Thì những cây này nó còn rất là sai. Đấy, em tưởng là chỉ bị 1-2 cây nhưng giờ nó bị lan ra rất nhiều cây. Rất nhiều cây bị, không phải một cây. Đấy. Đấy, so với vườn bên này thì cái vườn bên này quả nhỏ hơn một chút nhưng nó không bị rụng. Hay là nó chưa đến kỳ rụng thì em không biết. Thì quả nó nhỏ hơn, nó chưa đến đợt rụng. Đấy, quả này thì nó cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu, nó nhỏ một tí thôi. Rụng như cây này thì có rụng rồi, rụng ít. Đấy, tỷ lệ rụng ít. Đây, những chùm trên đỉnh rụng rất là nhiều. Quả không biết là như nào cơ. Những chùm cục kịch trên này chẳng rụng mấy đâu các bạn, rụng ít lắm.
trùm cục như này, vườn này khác này. Hôm nay là em không được cây nào trùm cục như này cả, năm ngoái thì nhiều. Có cành nào nó rụng hết rồi còn đâu nữa. Rồi đi về. Em mong là nó cũng chỉ rụng đến mức như này là hết, không rụng nữa. Chứ cứ rụng nữa, rụng nhiều quá sốt ruột. Chăm mãi một quả vải to như này mà nó cứ rụng này. Hình như nó rụng từ lúc bé, rụng sinh lý như này. Sinh lý như này là không phải sinh lý gì mà lại chút hết. Quay video đây, chào tất cả các bác nhá. Em mà cuộn vòi về đây phun thuốc sâu xong mệt lắm. Kêu cô nhân viên hôm nay em thuê đi phun hộ chứ không chết dở, mệt lắm. Ôi, chào các bác nhá. Bác xem kênh ủng hộ đăng ký chia sẻ cho em nhé, để bình luận để tương tác video nhé. Bác nào biết cái kinh nghiệm về dụng quả này thì bình luận cho em để em làm mới nhé. Xin chào tất cả các bác.